nhằm trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và doanh nghiệp Trung Quốc. Mới đây, tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Yên Bái, Việt Nam và doanh nghiệp Vân Nam, Trung Quốc. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Yên Bái đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó nhấn mạnh về nguồn nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến nông lâm sản và tiềm năng khoáng sản để phát triển công nghiệp khai khoáng. Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương như miễn giảm thuế, thuê đất, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, cấp phép cho người lao động nước ngoài, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước. Qua đó đã thu hút được nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Yên Bái mong muốn sau hội nghị này, các doanh nghiệp Yên Bái và Hà Khẩu Trung Quốc sẽ thiết lập và phát triển mối quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa những chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp Yên Bái cũng mong phía Trung Quốc nghiên cứu, hoàn thiện về cơ chế xuất nhập khẩu cho nông sản Việt Nam để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi, an toàn, hiệu quả hơn. Tại hội nghị đã có 8 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm được ký kết. Thank you.